Chào mừng các em đến với kênh Huyền Liêm Chất Mây Dạng. Hôm nay Huyền sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 sẽ kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Huyền Liêm, nếu không thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Huyền Liêm để Huyền có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 23. Phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số. Giờ hôm nay mình sẽ làm tập bài tập của tiết số 4. Câu số 1 đặt tính giờ tính nhé. Giờ trước hết mình sẽ đặt tính 51 trừ 25. Như vậy mình sẽ đặt tính sao cho hàng đơn vị khẳng cột của hàng đơn vị, hàng chục khẳng cột của hàng chục. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống, từ hàng đơn vị. Mình thấy là 1 sẽ nhỏ hơn 5, đúng không? Trừ không được. Nên mình sẽ lấy 11 trừ 5 nhé. 11 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? 11 trừ 5 thì được 6, viết 6 nhớ 1 nhé. Giờ 5 trừ 2 được 3. Giờ trừ khi 1 nhớ nó thì còn 2, viết số 2. Như vậy kết quả sẽ là 26 nha. Tiếp theo sẽ là 72 trừ cho 36. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính. Sao cho hàng đơn vị khẳng cột của hàng đơn vị, hàng chục khẳng cột của hàng chục. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống, từ hàng đơn vị trừ hàng đơn vị trước. Mình thấy là 2 nhỏ hơn 6 trừ không được, nên mình sẽ lấy 12 trừ 6 nha. 12 trừ 6 thì bằng bao nhiêu? 12 trừ 6 thì được 6, mình sẽ biết 6 nhớ 1. Giờ 7 trừ 3 thì được 4. Mình sẽ lấy 4 trừ tiếp cho 1 nhớ thì còn lại là 3, viết số 3. Như vậy kết quả sẽ là 36 nha. Tiếp theo là 96 trừ 48. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính, sao cho hàng đơn vị khẳng cột của hàng đơn vị, hàng chục khẳng cột của hàng chục. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống nha. Giờ mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. Mình thấy là 6 nhỏ hơn 8 trừ không được, nên mình sẽ lấy 16 trừ 8 nha. 16 trừ 8 thì bằng bao nhiêu? 16 trừ 8 thì được 8, mình sẽ viết 8 nhớ 1. Giờ 9 trừ 4 thì được 5. 5 trừ 1 ở nhớ thì còn đó là 4, viết số 4. Như vậy kết quả sẽ là 48 nha. Giờ tiếp theo là 70 trừ 35. Mình cũng đặt tính giờ tính, sao cho hàng đơn vị khẳng cột của hàng đơn vị, hàng chục khẳng cột của hàng chục. Giờ mình trừ từ trên xuống, từ hàng đơn vị. Mình thấy là 0 nhỏ hơn 5 trừ không được, nên mình sẽ lấy 10 trừ 5 nha. 10 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? 10 trừ 5 thì được 5, mình sẽ viết 5 nhớ 1. Giờ 7 trừ 3 được 4. 4 mình sẽ trừ tiếp 1 nhớ nữa thì còn lại là 3, viết số 3. Như vậy kết quả sẽ là 35 nhé. Giờ như là mình xong câu số 1. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn mình xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Viết chữ số hít hợp vào ô trống. Giờ như vậy mình sẽ ở đây người mình sẽ có một phép tính. Như vậy ở đây mình sẽ có ô 5 ô trống trừ cho 25 bằng 26. Như vậy có nghĩa là ô này trừ ô này sẽ bằng 6. Như vậy là như vậy ở trên đây sẽ là số số bị trừ, đây là số trừ, qua đây là hiệu. Như vậy muốn tìm số bị trừ thì mình sẽ lấy số trừ cộng với hiệu, đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 5 cộng 6 nha. 5 cộng 6 thì bằng bao nhiêu? 5 cộng 6 thì bằng 11. Như vậy ở đây mình sẽ viết số 1 chỗ này, đúng không? Giờ bây giờ mình thử mình kiểm tra là xem đúng hay không. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 1 trừ cho 5 không được, mình sẽ lấy 11 trừ 5. 11 trừ 5 thì được 6, mình sẽ viết 6 nhớ 1. Giờ 5 trừ 2 được 3, trừ cho 1 nhớ nữa còn 2, viết số 2. Như kết quả là làm sao? Như là mình kiểm tra là hãy đúng rồi, đúng không nào. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phép tính bên đây. Như mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị nha. 2 trừ 7 không được, đúng không? Vì 2 nhỏ 7, nên mình sẽ lấy 12 trừ 7 nha. 12 trừ 7 thì bằng bao nhiêu? 12 trừ 7 thì được 5, mình sẽ viết 5 nhớ 1, đúng không?
Yeah, như vậy là 7. 7 trừ cho một nhớ chút nha. 7 mình sẽ trừ cho một nhớ thì còn 6. 6 trừ cho một số thì bằng 3. Như vậy là 6 trừ bao nhiêu thì bằng 3? Mình thấy là 6 trừ 3 sẽ bằng 3. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 3 nha. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại nha. Như vậy là 2 trừ 7 không được. Mình sẽ lấy 12 trừ 7 thì được 5. Viết 5 như 1. Giờ 7 trừ 3 thì được 4. 4 trừ 1 nhớ thì còn 3. Kết quả là 300. Vì là đúng rồi đúng không? Khi mình làm xong mình kiểm tra một lần ở cho chắc chắn nha. Giờ tiếp theo bên đây cũng vậy, mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. Nhưng mà không nhỏ hơn 8 trừ không được, nên mình sẽ lấy 10 trừ 8 nha. 10 trừ 8 thì bằng bao nhiêu? 10 trừ 8, 10 trừ 8 thì được 2. Mình sẽ viết 2 nhớ 1, đúng không? Giờ như vậy là số 3 này thêm 1 nhớ là hàng 4. Như vậy là số bao nhiêu trừ cho 4 xong 3? Như ở đây là số bị trừ, đúng không? Như vậy là muốn tìm số bị trừ thì mình có lấy số trừ cộng cho hiệu. Mình lấy thấy là 3 cộng 3 bằng 6. 6 cộng 1 nhớ nó thành 7. Như chỗ này mình sẽ viết số 7 nha. Giờ bây giờ mình kiểm tra lần nữa. Như là 0 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 8 được 2. Viết 2 nhớ 1. 7 trừ 3 được 4. 4 trừ 1 nhớ nó thành còn 3. Viết số 3 như vậy, kết quả là 32. Đã đúng, đúng không? Giờ tiếp theo bên đây, 6 trừ cho bao nhiêu sẽ bằng 9? Như vậy là mình thấy là 6 sẽ là số bị trừ. Như vậy ở đây là số trừ và ở đây là hiệu. Mình thấy là số bị trừ không thể nhỏ hơn hiệu được. Như vậy ở đây mình sẽ hiểu là mình sẽ lấy 16 trừ cho một số sẽ bằng 9 nha, đúng không? Mình nhớ là số bị trừ không phải nhỏ hơn hiệu. Như vậy mình không phải lấy số 6 mà mình phải lấy 16. 16 trừ cho một số thì bằng 9. Như 16 là số bị trừ, ở đây là số trừ, ở đây là hiệu. Như vậy khi các em muốn tìm số trừ thì mình sẽ lấy số bị trừ trừ cho hiệu. Có nghĩa là mình lấy 16 trừ 9 nha. 16 trừ 9 thì bằng bao nhiêu? 16 trừ 9 thì được 7. Mình sẽ viết 7 chỗ này, đúng không? Nhưng mình sẽ viết 7 nhớ 1. Giờ như là 1 này khi 1 là bằng 2. Như vậy số nào trừ 2 sẽ bằng 2? Mình thấy là 4 trừ 2 sẽ bằng 2. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 4 nha, đúng không? Giờ bây giờ kiểm tra lần nữa. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 6 trừ 7 không được nên mình lấy 16 trừ 7. 16 trừ 7 được 9, viết 9 nhớ 1. Giờ 4 trừ 1 bằng 3, trừ 1 nhớ nó bằng 2, viết số 2, như kết quả là 29. Giờ như vậy sau khi kiểm tra mình thấy đã đúng rồi, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xin nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3, một tòa nhà có 90 cửa sổ, có 52 cửa sổ đang mở. Hỏi có bao nhiêu cửa sổ không mở? Như vậy ở đây bài toán này người ta nói là một tòa nhà có tất cả là 90 cửa sổ, có 52 cửa sổ đang mở, hỏi có bao nhiêu cửa sổ không mở. Như vậy mình sẽ lấy 90 trừ 52 thì sẽ ra số cửa sổ không mở, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ dựa vào câu hỏi để mình thành trả lời. Người ta hỏi là có bao nhiêu cửa sổ không mở thì mình trả lời là số cửa sổ không mở là, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lấy 92 trừ 90 trừ 52 là được, đúng không? Giờ hãy sẽ làm câu số 3. Giờ số cửa sổ không mở là 90 trừ 52. Giờ 90 trừ 52 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhầm luôn nha. Thầy sẽ nhận các em tính nhầm chỗ này. Như vậy mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 0 trừ 2. Nhưng mà không nhỏ hơn 2 trừ không được, nên mình sẽ lấy 10 trừ 2 nha. 10 trừ 2 thì được bao nhiêu? 10 trừ 2 được 8, với 8 nhớ 1, đúng không? Giờ như là mình sẽ lấy hàng chục trừ hàng chục. 9 trừ 5 được 4, trừ 1 nhớ nữa thành còn 3, viết số 3. Như vậy kết quả là 38 cái nha. Như ở đây mình sẽ để là 38 cửa sổ nha.
Giờ đáp số luôn. Đáp số là 38 cửa sổ. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4. Phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 2 kết quả có phép tính 42 cộng 28 trừ 26 bằng bao nhiêu? Giờ như vậy là muốn biết bằng bao nhiêu thì mình sẽ thực hiện phép tính nha. Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới cho các em xem. Giờ còn các em thì mình sẽ tính nháp cho mình tính nha. Thì mình mới biết kết quả bao nhiêu thì mình sẽ phân tròn vào kết quả đó nha. Giờ như vậy mình sẽ làm câu này trước. Như vậy là 42 cộng cho 28 trừ 26 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây mình sẽ có phép cộng phép trừ thì cứ em cứ quyền thực hiện từ trái qua phải là được đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 42 cộng 28 trước. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 2 cộng 8 là 10, mình sẽ quyết 0 nhớ 1 đúng không? Giờ hàng chục cộng chục, 4 cộng 2 là 6 khi 1 nhớ là 7. Giờ kết quả là 70 trừ 26 quyết lại. Giờ 70 trừ 26 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhận. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. Nhưng mà không nhỏ hơn 6 trừ được nên mình sẽ lấy 10 trừ 6 nha. 10 trừ 6 thì 4, mình sẽ quy 4 nhớ 1. Giờ hàng chục, 7 trừ 2 được 5 trừ 1 nhớ nó còn 4, quyết 4. Như vậy kết quả sẽ là 44 nha. Giờ như vậy là câu này mình sẽ cho phân tròn vào đáp án B, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính câu B cũng tương tự thôi, đúng không? Giờ mình cũng biết là cái đề 42 trừ 34 cộng 62. Giờ có phép cộng, phép trừ thì mình cứ thực hiện từ trái qua phải được rồi. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 42 trừ 34 trước nhé, mình cũng tính nhau. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. Nhưng mà 2 nhỏ hơn 4 trừ không được nên mình sẽ lấy 12 trừ 4 nha. 12 trừ 4 thì bằng nhiêu? 12 trừ 4 sẽ được 8, quyết 8 nhớ 1. Giờ 4 trừ 3 được 1. Mình sẽ lấy 1 trừ 1 nhớ thì bằng 0. Số 0 không cần ghi, đúng không? Giờ cộng 62 quyết lại. Giờ mình sẽ tính nhận tiếp. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 8 cộng 2 là 10, quyết 0 nhớ 1. Hàng chục 6 này khi 1 là 7, như vậy kết quả sẽ là 70 nha. Giờ số 70 chính là đáp án B luôn. Như vậy câu B mình cũng chọn đáp án B, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 4, mình sẽ qua tiếp câu số 5 nha. Giờ câu số 5, hãy giúp gà con tìm mẹ. Biết dàn gà mẹ đang đứng ở ô ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Tớ màu vàng cho gà mẹ và cho gà con. Như vậy ở đây có 3 phép tính. Bây giờ hãy sẽ tính nhập tính nháp 3 phép tính nha. Mình xem kết quả nào lớn nhất, đúng không? Giờ hãy tính nháp. Còn các em thì mình lấy nháp cho mình tính nha. Như vậy trước hết là 50 trừ 6. 50 trừ 6 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhập nha. Như mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. Nhưng mà không nhỏ 6 trừ không được nên mình sẽ lấy 10 trừ 6 nha. 10 trừ 6 thì bằng bao nhiêu? 10 trừ 6 thì được 4, biết 4 nhớ 1. Giờ 5 này trừ 1 nhớ được 4. Như vậy kết quả sẽ là 44. Tiếp theo mình sẽ tính thực hiện phép tính là 61 trừ 13. 61 trừ 13 bằng bao nhiêu? Mình cũng tính nhầm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. Nhưng mà 1 nhỏ 3 trừ không được nên mình sẽ lấy 11 trừ 3 nha. 11 trừ 3 thì bằng bao nhiêu? 11 trừ 3 thì được 8, quyết 8 nhớ 1. Giờ 6 trừ 1 được 5, 5 trừ 1 nhớ còn 4, như kết quả sẽ là 48. Tiếp theo là 73 trừ 27. Giờ 73 trừ 23 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 3 trừ 3 được 0, viết số 0. Hàng chục, 7 trừ 2 được 5, viết số 5. Như vậy kết quả sẽ là 50. Giờ bây giờ mình sẽ so sánh 3 kết quả. Mình thấy là 44, 48 và 50. Thì rõ ràng là số nào sẽ lớn nhất? Chính là số 50.
Như vậy là mình sẽ tô màu vàng cho chú gà, cho gà mẹ này, và tô màu vàng cho gà con luôn, đúng không? Giờ các em có thể tạm dừng video và tô màu nhé. Thầy cũng tạm dừng video hay tô màu luôn nhé. Giờ như là thầy đã tô màu xong nhé, nhưng mình sẽ tô màu gà con và gà mẹ này sẽ là có màu vàng, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 5 nhé, còn phần tính nhắn mình sẽ xóa đi nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dễ dễ hiểu quá mức hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.